con vô cùng hoan hỷ chào đón sự hiện diện quý báu của chư tôn thiền đức tăng ni cùng các Phật tử và thiện nam tín nữ gần xa đã về tham dự chương trình buffet chay gây quỹ từ thiện ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học ở tỉnh Long An và Bến Tre do câu lạc bộ Heo Công Đức tổ chức. Xin được thay mặt ban tổ chức kính gửi đến quý thầy quý cô cùng các Phật tử lời kính chúc sức khỏe cùng thân tâm an lạc và vạn sự cát tường. Kính thưa quý thầy, quý cô, quý Phật tử, giữa bộn bề công việc, đôi khi vì áp lực công việc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, vì áp lực của những tham vọng chúng ta có ý định chùn bước. Tuy nhiên, nếu một lần dành thời gian để đến với những vùng đất mới, chúng ta cũng sẽ cảm nhận rằng chúng ta may mắn hơn rất nhiều người. Và câu lạc bộ Heo Công Đức là nơi kết nối những trái tim đầy nhiệt huyết, thực hiện những hành động thiện nguyện để mang sự hạnh phúc đến cho những mảnh đời bất hạnh. Và ngày hôm nay, rất hoan nghênh sự có mặt của tất cả quý vị đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chung Một Tấm Lòng để cùng với chúng tôi mang hạnh phúc đến những trẻ em nghèo ở hai tỉnh Long An và Bến Tre. Kính thưa quý vị, và trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức chúng con rất mong nhận được tấm lòng từ bi bác ái của quý thầy, quý cô cùng quý Phật tử để chung tay mang một nguồn kinh phí để giúp đỡ cho các trẻ em mồ côi thiếu vắng đi tình thương của cha mẹ đang phải nương tựa vào những ngôi chùa ở Long An và Bến Tre có thể vững vàng tiếp sức của các em tiếp tục trên con đường học vấn. Các em đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ rồi thì tình thương còn lại giữa cuộc đời, giữa cõi ta bà đầy đau khổ này thì đó chính là tình thương của quý thầy, quý cô và quý Phật tử sẽ hôn đúc cho các em một niềm tin, một nghị lực để các em có thể vững bước trên con đường công danh mà sau này trở thành nhân tài của đất nước và có thể nuôi sống được bản thân mình cũng như giúp ích cho con người và xã hội tại miền đất Việt Nam thân yêu của chúng ta. Đó cũng chính là mong muốn của những người thực hiện chương trình, chính là ban tổ chức câu lạc bộ Heo Công Đức. Chính vì vậy trong buổi tối ngày hôm nay, Thiên Ân và anh Đào rất mong và cũng như tha thiết nhận được tình cảm của quý thầy và quý cô trong chương trình này để cùng chung tay với chúng con đưa một số kinh phí ủng hộ cho các em ở hai tỉnh Long An và Bến Tre. Thưa quý thầy, quý cô, quý Phật tử, ngày hôm nay ban tổ chức chương trình cũng rất hoan nghênh chào đón sự có mặt của tất cả mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta đã về đây rất sớm, do đó không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa. Ngay lúc bây giờ chúng tôi xin được mời thầy Thích Trung Chánh là chủ nhiệm của câu lạc bộ Heo Công Đức sẽ lên phát biểu khai mạc. Xin được trân trọng kính mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hiền đức, kính thưa toàn thể chư tôn hiền đức tăng ni cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử, thì hôm nay đây thì tước cái tấm chân tình của toàn thể quý vị đã đến để ủng hộ và chia sẻ những nỗi buồn, nỗi đau, những nỗi bất hạnh của những trẻ em nghèo ở các tỉnh Bến Tre và Long An. Thì các em rất là tội nghiệp, thì hôm nay quý vị vì những cái tấm lòng đó mà đến đây ủng hộ chương trình, chúng tôi rất là cảm động và rất là biết ơn sâu sắc đến toàn thể quý vị, toàn thể chư tôn, chư tôn hiền đức tăng và toàn thể tín nam nữ Phật tử cùng toàn thể quý vị quan khách. Thì tục ban cho trước chúng con thì tuyên bố khai mạc chương trình A Di Đà Phật. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chương trình đã được thầy Thích Trung Chánh, trưởng ban tổ chức cũng như là chủ nhiệm câu lạc bộ Heo Công Đức đã chính thức khai mạc. Chính vì vậy ngay bây giờ chúng con cung thỉnh kính mời quý thầy quý cô cùng quý Phật tử thưởng thức chương trình buffet chay tối ngày hôm nay. Và chúng con vô cùng tha thiết mong nhận được sự thông cảm của quý vị vì đã để quý vị chờ đợi trong một thời gian tương đối lâu để chương trình chính thức bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn quý thầy và quý cô cùng quý Phật tử. Và kính thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, bên cạnh việc quý vị đã đến đây, sự hiện diện của quý vị là thông qua một chiếc vé buffet với mức giá 100.000 đồng. Quý vị đã ủng hộ cho chương trình để cùng chúng tôi ban tổ chức gây quỹ. Thì bên cạnh đó, quý vị vẫn có thể ủng hộ thông qua hình thức thứ hai là vận động quyên góp tại chỗ. Và hình thức thứ ba chính là phiên đấu giá tranh. Và quý thầy quý cô cùng quý Phật tử cũng đã thấy được ở phía trên sân khấu, đây chính là các bức tranh sẽ được đưa ra đấu giá cũng như là bức tôn tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được thỉnh từ Thái Lan về và được đúc nguyên khối bằng vàng đồng. Và Thiên Ân cũng như anh Đào sẽ trở lại gặp quý vị trong chương trình phiên đấu giá lần thứ nhất khi mà quý vị đã thưởng thức tiệc buffet chay cũng như có thể thưởng thức chương trình văn nghệ cũng như ca nhạc một cách trọn vẹn nhất. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý thầy, quý cô và quý Phật tử trong buổi tối ngày hôm nay. Dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quang Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quang Âm cứu khổ, Quang Âm cứu nạn đời con rằng người.
Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu diên thông, 12 nguyện lớn sông mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn, từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhánh liễu thần nhàn, dưới cầm thế gian bông tươi mát mẻ, mười phương an lành. Dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng ngời. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Xin cảm ơn những tràng pháo tay quý thầy, quý cô và quý Phật tử dành cho ca sĩ Hoàng Đăng Khoa. Và xin mời ca sĩ Hoàng Đăng Khoa trở lại sân khấu để nhận hoa lưu niệm từ phía ban tổ chức. Chúng con trân trọng kính mời Đại Đức Thích Trung Chánh, trưởng ban tổ chức sẽ trở lại sân khấu để tặng hoa lưu niệm cho ca sĩ Hoàng Đăng Khoa. Thưa quý vị, ca sĩ Hoàng Đăng Khoa ngày hôm nay nhận được lời mời của chương trình, mặc dù trong thời gian vừa qua đi hát rất nhiều chương trình thiện nguyện mà bị cảm, tuy nhiên ngày hôm nay cũng đã cố hết sức đến đây để mang lời ca tiếng hát của mình, những ca khúc rất ý nghĩa từ lại Phật Quan Âm, Kiếp Luân Hồi cho tới một ca khúc rất nổi tiếng về miền đất Cà Mau là Áo Mới Cà Mau, để gửi đến quý thầy quý cô trong buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là tấm lòng rất quý giá của ca sĩ Hoàng Đăng Khoa, cũng như đã nhận được tình cảm quý báu mà quý thầy quý cô cùng quý Phật tử đã dành cho ca sĩ Hoàng Đăng Khoa. Chúng con xin được trân trọng cảm ơn. Và đến dự trong buổi tối ngày hôm nay, ban tổ chức chúng con vô cùng vinh dự được đón tiếp sự hiện diện quý báu của Đại Đức Thích Trung Sang, tiến sĩ Phật học, giảng sư lớp cao trung cấp, giảng sư trung ương. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho sự hiện diện quý báu của Đại Đức Thích Trung Sang ạ. Và bên cạnh đó, chúng con cũng vinh dự được đón tiếp sự hiện diện quý báu của sư cô Thích Nữ Quảng Ngọc, trụ trì chùa Thiên Bản ở đường Võ Văn Tần. Và chúng tôi cũng vui mừng chào đón sự có mặt của cô Vũ Thị Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Mặt trận quận Gò Vấp. Và chúng con cũng vinh dự được chào đón sự diện quý báu của Đại Đức Thích Trung Giác đến từ tu viện Khánh An.
Và đặc biệt không thể thiếu chính là sự hiện diện đông đủ của Chư Tôn Thiền Đức cũng như các vị Phật tử, những người có tấm lòng nhân ái đã có mặt ủng hộ chương trình Buffet Chay tối ngày hôm nay. Chính vì vậy chúng ta hãy cùng dành một tràng tay thật lớn thật nồng nhiệt cho sự hiện diện quý báu này thưa quý vị. Thưa quý vị, anh Đào nhận thấy là số lượng người về tham dự chương trình ngày một đông. Do đó nếu như mà quý vị phía bên dưới vẫn chưa có một bàn ngồi thì anh Đào cũng xin được giới thiệu trên này vẫn còn có những bàn trống. Do đó nếu như quý Phật tử nào chưa có bàn thì xin được mời vui lòng di chuyển lên phía bên trên ạ. Và ban tổ chức ngày hôm nay cũng xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các vị Phật tử vì sự hiện diện đông đủ của quý vị ngày hôm nay thì khuôn viên có lẽ nó có một giới hạn nhất định. Rất mong quý vị hãy cùng hoan hỷ thông cảm mà chúng ta tham dự chương trình một cách trọn vẹn nhất. Còn bây giờ để tiếp tục chương trình, xin được mời quý vị cùng quý Phật tử tham gia một phiên đấu giá bức tranh đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, để quý vị có thể cùng chung tay với lại câu lạc bộ Heo Công Đức mang một số nguồn kinh phí tịnh tài để chấp cánh ước mơ cho các bé, các trẻ em nghèo nhưng lại hiếu học, mà đặc biệt là các em mồ côi đang sống ở hai ngôi chùa, một ngôi chùa ở tỉnh Long An và một ngôi chùa ở Bến Tre. Chính vì vậy chúng tôi rất mong quý Phật tử chúng ta hãy cùng chung tay giơ tay đưa lên những con số cho bức tranh đầu tiên là vật phẩm trong phiên đấu giá này. Thưa quý thầy, quý cô, quý Phật tử, ngay từ đầu thì Thiên Âm và anh Đào cũng đã giới thiệu đến quý thầy, quý cô, quý Phật tử là trong chương trình ngày hôm nay có những bức tranh rất đẹp mắt. Mà trước khi chương trình Buffet Chay thật sự bắt đầu thì chúng tôi cũng đã mời quý vị quan sát và hy vọng rằng giờ đây chúng ta sẽ nhận được sự đấu giá, nhận được sự tham gia thật là nhiệt tình từ phía tất cả quý thầy, quý cô, quý Phật tử trong chương trình đấu giá tranh từ thiện ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời hai cô gái tình nguyện viên áo dài rất dễ thương sẽ mang bức tranh đi một vòng để quý thầy, quý cô cùng quý Phật tử thưởng ngoạn bức tranh đầu tiên, chính là bức tranh mã đáo thành công. Và thưa quý vị, đây là bức tranh do một Phật tử giấu tên đã cúng dường cho chương trình với mong muốn là chương trình được đưa ra một con số để rồi quý vị mỗi người chung tay một ít đưa ra những con số thật đẹp, thật ý nghĩa. Mặc dù là con số đó có tròn hay là nó lẻ hay là nó chẳng như thế nào thì đều có một ý nghĩa rất đặc biệt, đó chính là tấm lòng của quý vị, những người đã ủng hộ chương trình chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Và tấm lòng của tất cả quý vị sẽ được chúng tôi gửi tận tay về cho các em trẻ mồ côi tại Long An và Bến Tre. Và thưa quý vị, và mức giá khởi điểm cho bức tranh mã đáo thành công này, ban tổ chức xin phép được gửi đến quý vị là con số 2 triệu đồng. Và bây giờ xin mời hai cô gái mang bức tranh mình đi một vòng để cho quý thầy, cô cũng như là quý Phật tử thưởng ngoạn bức tranh mã đáo thành công. Và thưa quý vị, với bức tranh này thì từng đường nét vẽ nên bức tranh đều là từ tâm của một người họa sĩ. Và cái tâm ở đây chính là cái tâm dành cho những mảnh đời bất hạnh, những mảnh đời không may. Và điển hình chính là trẻ em nghèo, rất hiếu học, đang nương tựa vào hai ngôi chùa ở tỉnh Long An và tỉnh Bến Tre. Chính vì vậy ngày hôm nay thưa quý vị, có thể nói rằng ca khúc đầu tiên lại Phật Quan Âm là chúng ta là Phật tử nhưng sống dưới sự từ bi bác ái, cái sự gia hộ của mẹ Quan Âm, thì ngay bây giờ chúng ta san sẻ cái sự từ bi ấy, cái lòng nhân ái ấy cho những trẻ em nghèo hơn mình. Và con số mà ban tổ chức đưa ra với bức tranh mã đáo thành công chỉ là 2 triệu đồng. Chính vì vậy rất mong nhận được cánh tay của quý vị giơ cao để con số này sẽ được cao hơn và tịnh tài ấy sẽ được giao tận tay về ngôi chùa nơi mà các em đang nương tựa. Thưa quý thầy, quý cô, quý Phật tử, chương trình Buffet Chay từ thiện của chúng ta ngày hôm nay còn rất là dài. Do đó hy vọng giờ phút này đây, mặc dù là anh đã biết rằng là mọi người đang dùng Buffet Chay rất là ngon miệng, nhưng chúng ta hãy dành một vài phút để cùng nhau chiêm ngưỡng bức tranh, để biết đâu đó trong buổi tối ngày hôm nay quý vị sẽ thỉnh bức tranh này. Có điều đó cũng đồng nghĩa với việc là đã cùng với chúng tôi giúp cho những trẻ em mồ côi hiếu học tại hai tỉnh Long An và Bến Tre. Và con số 2 triệu đồng là mức giá khởi điểm. Và ngay giờ đây thì anh Đào và Thiên Ân xin được phép hỏi tất cả quý vị đang có mặt tại chương trình, ai là những người đồng ý mua bức tranh này với mức giá 2 triệu đồng ạ? Có cánh tay nào giơ lên đồng ý với mức giá của ban tổ chức đưa ra là 2 triệu đồng không thưa quý vị? Quý vị có thể suy nghĩ và trong thời gian đó vẫn có thể thưởng thức Buffet Chay. Và hãy nhớ rằng chúng tôi đang vẫn rất mong nhận được tấm lòng nhân ái của quý vị thông qua những con số cũng như cánh tay đưa lên để quý vị có thể... Dạ. Dạ, anh Đào đã nhìn thấy cánh tay đầu tiên rồi ạ. Dạ, xin được mời chị ạ. Con số chị đưa ra là như thế nào ạ? Bức tranh là bao nhiêu? Dạ, con số ban tổ chức đưa ra là 2 triệu đồng ạ. 2 triệu đồng thì đấu giá bao nhiêu? Dạ, đấu giá. Có nghĩa là chị... Chị muốn mua mức giá nào cũng được nhưng mà từ 2 triệu đồng đưa lên ạ. Dạ. Rồi, thưa quý vị, chị đồng ý với mức giá của ban tổ chức đưa ra là 2 triệu đồng.
Thưa quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho tấm lòng vàng đầu tiên đã ủng hộ chương trình 2 triệu đồng ạ. Và không biết ở phía xa có quý Phật tử nào có cánh tay cao hơn con số 2 triệu đồng không ạ? Thưa quý vị, chúng tôi vẫn đang chờ đợi những con số lớn hơn ạ. Chúng ta không cần phải đưa ra những bức số cao hơn mà có thể là 2.050.000 hoặc là 1-2.1 triệu cũng được thưa quý vị. Và xin được chia sẻ về với bức tranh mà đáo thành công này, thì nếu quý vị là doanh nghiệp hoặc là những người kinh doanh thì khi mà mang bức tranh này, sở hữu bức tranh này treo ở phòng khách hoặc là văn phòng của mình thì có thể nói đây sẽ là một bức tranh mang lại lợi lộc cũng như mang lại cái sự thành công trên con đường kinh doanh của mình. Đó là một điều rất là thiết thực và hữu ích khi mà quý vị kinh doanh, và cũng như đặc biệt là quý vị đưa ra một con số rất ý nghĩa để sở hữu bức tranh này trong chương trình tối ngày hôm nay ạ. Dạ đúng như vậy, trong kinh doanh thì ngoài việc năng lực của bản thân thì chúng ta vẫn có niềm tin vào phong thủy cũng như là tranh. Và thường thì chúng ta thường treo những bức tranh mà đã thành công để mong rằng công việc kinh doanh của chúng ta sẽ thuận lợi và gặp thuận buồm xuôi gió và thật là phát tài. Và nếu như quý vị không phải là những chủ doanh nghiệp như Thiên Ân vừa gợi ý thì quý vị cũng có thể mua bức tranh này để tặng cho sếp của mình, và chắc chắn rằng đây cũng sẽ là một món quà rất tuyệt vời thể hiện tấm lòng cũng như sự chân thành của tất cả quý vị. Và anh Đạt vẫn còn hy vọng là mức giá của chúng ta sẽ cao hơn con số 2 triệu đồng ạ. Vẫn đang chờ những cái tay tiếp theo của tất cả quý vị ạ. Và thưa quý vị, trong thời gian quý vị chờ đợi cũng như nếu cảm thấy là bức tranh này chưa phù hợp với nhu cầu hoặc thị hiếu của mình, quý vị có thể thưởng thức những bức tranh ở phía trên sân khấu và chúng tôi cũng sẽ đưa ra những mức giá cụ thể cho từng bức tranh. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ mang đến cho quý vị đấu giá chỉ 3 bức tranh và một bức tôn tượng của Đức Bổn Sư được thỉnh về từ Thái Lan do một đại đức cúng dường, cho nên chúng tôi chỉ gửi đến quý vị là 3 bức tranh và một vật phẩm mà thôi ạ. Thưa quý vị, nói như vậy có nghĩa là bên chính cạnh bức tranh mà đã thành công là một bức tranh mà chúng tôi chọn ngẫu nhiên ra đấu giá đầu tiên. Và nếu như quý vị là những người yêu thích những bức tranh còn lại thì có thể liên lạc với ban tổ chức để chúng tôi bắt đầu đấu giá bức tranh mà quý vị thật sự yêu thích. Và bây giờ Thiên Anh xin được phép nhắc lại con số đầu tiên vẫn đang là con số của ban tổ chức do một Phật tử nữ đã đồng ý, đó là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng lần thứ nhất ạ. Không biết ở phía xa có cánh tay nào giơ cao hơn để đưa con số này cao hơn một chút không ạ? Thưa quý vị, chúng tôi rất mong được nhìn thấy những cánh tay của quý vị và chúng tôi sẽ chuyển mic đến để chúng ta cùng nhau công bố những mức giá cao hơn con số 2 triệu đồng. Nếu quý vị vẫn đang suy nghĩ và chờ đợi những bức tranh khác đẹp hơn cũng như chờ đợi bức tôn tượng của Đức Bổn Sư thì Thiên Ân xin phép được chốt giá lần thứ hai cho bức tranh mã đáo thành công 2 triệu đồng lần thứ hai ạ. Thưa quý vị, 2 triệu đồng lần thứ hai rồi. Anh đã nhìn thấy một cánh tay bên dưới ạ. Không biết là âm thanh có được. Một cánh tay rất xa để Thiên Ân đi xuống ạ. Vẫn là một Phật tử nữ nữa. Và một cánh tay rất xa. Dạ, Thiên Ân đang di chuyển xuống dưới, cũng có nghĩ rằng trong khoảng thời gian này chúng tôi rất là phù hợp mức giá mới ạ. Dạ, xin mời cô. Em xin đấu giá là 2 triệu rưỡi. Thưa quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho mức giá mới 2.500.000 đồng. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta không đưa ra những con số thì vẫn có thể đấu giá bằng những tràng pháo tay của mình. Một tràng pháo tay nữa thật lớn cho con số 2.500.000 đồng thưa quý vị. Xin được cảm ơn sự ủng hộ rất là nhiệt tình của tất cả quý vị. Và 2.500.000 đồng vẫn có thể cao hơn nữa được đúng không ạ? Chúng ta vẫn đang chờ đợi những mức giá mới ạ. Xin được mời cô nữ Phật tử lúc nãy ạ, cô có mức giá nào cao hơn không ạ? Dạ, cô sẽ tiếp tục tham gia vào phiên đấu giá này chứ ạ? Dạ, cô đó đưa ra mức giá là 2.500.000 đồng ạ. Thưa quý vị, một mức giá mới đã được treo ra trong chương trình ngày hôm nay, 3 triệu đồng. Thưa quý vị, chúng ta đừng quên dành những tràng pháo tay để ủng hộ tinh thần cho những tấm lòng nhân ái mà những điển hình là những con số mà hai vị Phật tử nữ đã đưa ra. Thì không biết là các vị Phật tử khác có con số nào cao hơn con số 3 triệu đồng vừa được đưa ra không ạ? Dạ xin được cảm ơn cô. Ở sao anh Thiên Ân vội vàng di chuyển lên sân khấu, không biết là vị nữ Phật tử lúc nãy có muốn đưa ra một giá mới không ạ? Đứng lên sân khấu trên đây để dễ quan sát những cánh tay khác thôi. Nhưng mà Thiên Ân vẫn sẵn sàng đi đến tận nơi những cánh tay quý vị giơ lên ạ. 3 triệu đồng là mức giá hiện tại dành cho bức tranh mã đáo thành công. Thì không biết quý Phật tử còn có mức giá nào cao hơn không ạ? Thưa quý vị,
hiện tại thì bức tranh mài đá thành công đang được nằm ở mức giá 3 triệu đồng. Và chúng tôi vẫn còn mong ở một mức giá nào đó cao hơn. Và đã hy vọng sẽ sớm được nhìn thấy những cánh tay của tất cả quý vị. Và không biết là nữ Phật tử lúc nãy vừa đưa ra mức giá 2 triệu 500 nghìn đồng thì cô có đưa ra một mức giá mới không ạ? Nếu có thì cô vui lòng đưa cánh tay để chúng tôi được di chuyển xuống bên dưới ạ. Quý vị Phật tử khác, nếu không tham gia đấu giá bức tranh này thì vẫn có thể chờ đợi ở bức tranh khác. Những bức tranh khác thì mỗi một bức tranh có một vẻ đẹp riêng, có một ý nghĩa phong thủy riêng dành cho cái gia đình cũng như cái nhu cầu của mình. Và ngay bây giờ thì tôi xin được phép chốt giá 3 triệu đồng lần thứ nhất ạ. Thưa quý vị, nếu như mà quý vị vẫn còn muốn chiêm ngưỡng bức tranh thì cũng có thể đưa tay lên, không nhất thiết là phải đưa ra mức giá. Nếu muốn chiêm ngưỡng thì chúng tôi vẫn mang tranh đến tận bàn để quý vị có thể tiện chiêm ngưỡng ạ. Tôi cần biết chắc rằng sau một kỳ nghỉ lễ dài, quý vị vẫn có thể dễ dàng dành thời gian buổi tối ngày hôm nay để có thể cùng với các thành viên gia đình của mình quây quần bên nhau nghỉ ngơi để chuẩn bị ngày mai lại chúng ta bắt đầu vào cái guồng máy của công việc. Tuy nhiên, quý vị đã hoan hỷ tấm lòng nhân ái của mình dành thời gian quý giá đến chung vui, đến chung với người chung tay để có thể đưa ra những con số cũng như ủng hộ một số tịnh tài cho các em nghèo ở hai tỉnh Long An và Bến Tre. Và các em đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện tại vẫn đang nương tựa hai ngôi chùa nhờ sự dìu dắt và dạy dỗ của sư thầy và sư cô. Chính vì vậy ngày hôm nay câu lạc bộ Heo Công Đức của chúng tôi đã tổ chức chương trình này với mong muốn mỗi người chỉ một ít thôi, một tấm lòng nhỏ thôi, nhưng chúng ta một cây làm chẳng nên non, biết bao nhiêu cây chậm lại thì lại nhiều hơn những hòn núi cao. Chính vì vậy rất mong quý vị chỉ mỗi người một cánh tay giơ lên đưa ra những con số hoặc là chung tay để chúng tôi giúp cho các em vững bước trên con đường công danh tương lai của mình ạ. Thưa quý vị, lúc nãy thì Thiên Ân và anh Đào có đưa ra gợi ý về bức tranh mà đã thành công. Đó là một được quý vị là những chủ doanh nghiệp thì cũng có thể sở hữu để chúng ta làm ăn phát tài, phát đạt. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể mua tặng cho cấp trên của mình, cho sếp của mình. Và một cách khác nữa, nếu như quý vị muốn đồng hành cùng với câu lạc bộ của chúng tôi, đó là quý vị cũng có thể cùng với những tập thể của mình, những người đang ngồi trong bàn của mình để chung tay mua một bức tranh như thế này để cùng với chúng tôi ủng hộ giúp cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh Long An và Bến Tre. Và mức giá bây giờ dành cho bức tranh mà đảo thành công là 3 triệu đồng. Nếu quý vị vẫn còn đang suy nghĩ hoặc là đang gợi ý cho những bức tranh khác thì Thiên Ân xin được phép chốt giá 3 triệu đồng lần thứ hai cho bức tranh mà đảo thành công ạ. Một lần nữa, không biết là quý vị có cánh tay nào đưa cao hơn con số 3 triệu đồng không ạ? Nếu quý vị vẫn đang chờ đợi những vật phẩm tiếp theo cũng như đang thưởng thức buffet chay với sự phục vụ nhiệt tình của các tình mạnh thường quân ủng hộ cũng như các bạn tình nguyện viên đã vất vả từ buổi sáng tới bây giờ cũng như các cô chú thiện nguyện đã mang tấm lòng của mình gửi vào các món chay, thì thôi bây giờ thì anh và anh Đào xin phép được chốt giá bức tranh mà đã thành công với con số là. Thưa quý vị, và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho chủ nhân của bức tranh với mức giá 3 triệu đồng lần thứ ba. Một tràng pháo tay thật lớn được không? Thưa quý vị, vỗ tay để ủng hộ tinh thần cho vị chủ nhân đầu tiên đã sở hữu bức tranh mà đã thành công với con số 3 triệu đồng. Và chúng con sẽ được mời thầy Trung Chánh sẽ trở lại sân khấu để trao bức tranh cho Phật tử vừa sở hữu bức tranh này. Và xin được mời nữ Phật tử vừa đưa ra mức giá 3 triệu đồng, chúng ta sẽ lên sân khấu để nhận tranh luôn ạ. Và Phật tử nữ, người phụ nữ có trái tim vàng này đã đưa ra mức giá 3 triệu đồng cho bức tranh mà đảo thành công. Xin được kính chúc chị luôn thành công như bức tranh này và tâm bồ đề của chị ngày càng vang rộng hơn, lớn xa hơn để có thể giúp đỡ cho mảnh đời, đặc biệt là những trẻ em nghèo hiếu học luôn có một nghị lực phi thường. Xin được chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của chị và chúng con cảm ơn tấm lòng của Đại Đức Thích Trung Chánh đã tổ chức chương trình. Thưa quý vị, mỗi người chúng ta bên cạnh tình mẫu tử, bên cạnh tình phụ tử thiêng liêng, tình thầy trò cao quý thì cũng còn có tình bạn khăng khít. Nhưng tuy nhiên có một thứ tình cảm mà chúng ta không thể nào không nhắc đến, đó chính là tình mẫu tử. Và cũng bởi thế chúng ta có những hy sinh chỉ với một từ duy nhất thôi, mẹ. Và giờ đây xin được mời quý vị sẽ cùng trải lòng với ca khúc Lòng Mẹ qua phần trình bày của nghệ sĩ Cao Mỹ Châu. Chúng ta vỗ tay thật lớn cho nghệ sĩ Cao Mỹ Châu với tân cổ Lòng Mẹ, thưa quý vị. Thank you.
sao nhiều dập dờn, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ. Trở về đây xin gục đầu bên gối mẹ, con đã hiểu nhung lụa vàng son là phù du hư ảo, chỉ có tình mẹ thiêng liêng hiện hữu trên đời. Con đã hơi giọng ru ngọt ngào êm đềm, núi rừng sao xuyên sông biển cũng im lìm khi nghe tiếng mẹ ru. Dù trưa hè hay giữa canh thu, mẹ ấp ủ nâng niu ru con trọn giấc mộng. Đời mẹ âm thầm hứng chịu gian lao, mà bốn bề quang dân sao chẳng như ngày xưa ngồi từ cửa đợi con về. Cho con xa vào lòng mẹ nghe lời an ủi dỗ về, kìa bóng mẹ đang lẩn khuất dần sau đêm tối, mẹ ra thăm giường sửa lại dây trầu và chăm chút hàng cao. Con chó phèn cứ lẻo đẻo theo sau, giống như con ngày xưa chẳng rời xa chân mẹ. Hình ảnh cũ hiện về lòng đau như xé, mẹ đã đi rồi mẹ vĩnh viễn xa con. Tìm cho mình một thiên đường ở trời xa, để mẹ cô đơn bên ngọn đèn hiu hắt. Mẹ là quê hương con vừa đánh mất trong cõi tâm linh, con thấy mẹ đang về. Mẹ nhìn con mỉm cười âu yếm, ánh mắt dịu hiền tha tội cho con. Bao nhiêu bao vật trên đời không bằng lòng mẹ một đời vì con. Dạ chân thành cảm ơn rất nhiều trong khi giúp vui trên dân nghệ, mà có điều gì sai sót xin quý vị mình bỏ qua cho ạ. Và xin được mời thầy Trích Hương Chánh trở lại sân khấu đại diện ban tổ chức gửi lãng hoa tươi thắm cho Cao Mỹ Châu. Thưa quý vị, Cao Mỹ Châu là một nghệ sĩ
trẻ nhưng lại rất có tâm với những chương trình thiện nguyện. Và đặc biệt thì Cao Mỹ Châu cũng có thành lập riêng một câu lạc bộ thiện nguyện của mình, chuyên giúp đỡ và ủng hộ các mảnh đời bất hạnh cũng như các trẻ em nghèo mồ côi. Và ngày hôm nay khi nhận được mời từ ban tổ chức thì Cao Mỹ Châu cũng đã không ngần ngại, không quản thời gian cũng như đã dành thời gian đến đây và gửi đến quý vị hai tân cổ, hay là tân cổ rất là ý nghĩa. Chính vì chúng ta hãy dành một tràng tay thật nồng nhiệt nữa cho nghệ sĩ trẻ Cao Mỹ Châu, thưa quý vị. Xin được cảm ơn chị rất nhiều, dạ xin được cảm ơn thầy. Thưa quý vị, và trong suốt quá trình biểu diễn của nghệ sĩ Cao Mỹ Châu thì chúng tôi đã nhận về những ý kiến của quý vị khán giả. Đó là quý vị cũng đã kịp chọn lựa cho mình những bức tranh yêu thích. Và giờ đây Thiên Ân và anh Đào xin được phép mời quý vị cùng tham gia cuộc đấu giá với hai bức tranh này. Và bức tranh đầu tiên thì xin mời quý vị cùng tham dự đấu giá, đó chính là bức tranh về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni được làm bằng đá quý với những hòn đá chiếu lấp lánh đã tạo nên một cái sự huyền diệu và như là một cái vầng hào quang xung quanh bức tranh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và xin mời hai cô gái mình xin được mời hai cô gái sẽ mang tranh đến tận bàn để cho tất cả quý vị sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng bức tranh này. Và thưa quý vị, bức tranh của Đức Bổn Sư là bức tranh chữ thập với những đường chỉ thật sắc nét và khéo léo, cũng đã tạo nên một bức tranh rất là ý nghĩa và thiêng liêng về Đức Bổn Sư, vị cha lành của đạo Phật. Và một bức tranh thứ hai nữa thì xin mời một cô gái, một người thôi, là một bức tranh rất nhỏ nằm ở phía dưới bức tranh Mama rất lớn. Tuy nhiên bức tranh này cũng rất đẹp bởi vì được làm nên từ 20 viên đá quý. Và quý vị, bức tranh ở phía dưới, bức tranh ở dưới, với những cung bậc cảm xúc khác nhau của những đứa bé rất dễ thương. Và đó cũng là một phần nào đó là chủ đề của chương trình mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin được mời các bạn sẽ di chuyển xuống bên dưới nào. Rồi, xin mời các cô gái áo dài mình mang hai bức tranh di chuyển xuống bàn của quý Phật tử để họ có thể chiêm ngưỡng. Và thưa quý vị, bức tranh đầu tiên là bức tranh nhỏ với con số ban tổ chức đưa ra chỉ 1 triệu đồng. Thưa quý vị, và bức tranh thứ hai với con số khởi điểm là 2 triệu đồng. Hai bức tranh sẽ được mang đến tận nơi để quý vị chiêm ngưỡng. Và bên cạnh, nếu quý vị trong thời gian còn vẫn còn chờ đợi mượn bức tranh cũng như là bức tôn tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì khi những Phật tử khác họ đưa ra con số, chúng ta vẫn đừng quên ủng hộ chương trình bằng những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Đó cũng là niềm khích lệ tinh thần rất đáng quý giá. Thưa quý vị, và để chúng ta tham gia vào cuộc đấu giá này thì quý vị có thể đưa tay lên và có thể đấu giá cho từng bức, chứ không nhất thiết là phải cùng một lúc đấu giá cho cả hai bức tranh. Do đó rất mong là nhận được sự tham gia thật là nhiệt tình từ phía tất cả quý vị. Và một lần nữa Thiên Ân xin phép được nhắc lại mức giá của hai bức tranh là bức tranh nhỏ hình chữ nhật với 20 viên đá quý thì mức giá khởi điểm mà tổ chức đưa ra chỉ 1 triệu đồng. Còn bức tranh về Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì là với mức giá 2 triệu đồng. Và chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ tất cả quý vị. Dạ, chúng tôi nhận được cái tay đầu tiên rồi ạ. Bao nhiêu ạ? Thưa quý vị, chắc dạ, chắn 2 triệu đồng cho bức nào chị ạ? Một tràng pháo tay cho con số 2 triệu đồng đồng ý với mức giá về tranh thiêu tay của tranh chữ thập về hình ảnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, 2 triệu đồng từ phía ban tổ chức. Dạ, anh Đào nhìn thấy cánh tay phía bên này, anh Thiên Ân chờ chút nha. Dạ, xin được mời chị ạ. Cái bức tranh nhỏ nó 1 triệu rưỡi. Thưa quý vị, bức tranh nhỏ có vị khách quý đã đưa ra mức giá là 1.500.000 đồng. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Rồi, xin mời cánh tay của vị Phật tử nữ. Có vẻ như hai bức tranh này nhận được sự yêu mến rất nhiều ạ. Bức tranh nhỏ, cả giá 1 triệu. Dạ chị ơi, bây giờ có người đưa ra 1.500.000. 1 triệu đồng cho bức tranh của các cậu bé rất dễ thương được đỉnh 20 kim đá quý, 20 viên đá quý. Anh Thiên Ân có nghe rõ không? Bên này đã có người đưa ra mức giá là 1.500.000 đồng rồi ạ. 1.500.000 đồng rồi ạ. Thì bên đây sẽ suy nghĩ, không sao. Rồi. Dạ dạ, phía bên dưới hả? Dạ xin mời chị. Dạ em xin ra mức giá là 2 triệu đồng. Là bức tranh nào chị? Cho một bức tranh nhỏ. Thưa quý vị, và bức tranh này đã được đưa ra đến mức giá là 2 triệu đồng. Chị đưa ra mức giá cho bức tranh thêu đúng không? Bức tranh lớn đúng không? Thưa quý vị, và chúng tôi đã kịp thời ghi nhận thông tin bức tranh thêu với mức giá là 3 triệu đồng. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. 3 triệu đồng cho bức tranh thêu và 2 triệu đồng cho bức tranh có 20 viên đá quý ạ. Không biết cái cánh tay của các vị Phật tử còn dơ nữa không ạ? Anh Thiên ơi, tiếp tục nhận được mức giá cho bức tranh nhỏ ạ, bức tranh đá quý ạ. Mời cô ạ. Bức tranh nhỏ 2 triệu. Thưa quý vị, 2.500.000 đồng cho bức tranh nhỏ ạ.
Vâng rồi, thì ân sẽ trở lại một lần nữa. Chị cứ suy nghĩ từ từ, hãy chờ những con số được đưa ra. Thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ chúng ta nhìn thấy tấm lòng của những vị Phật tử nữ thôi ạ. Là 5 triệu đồng. 5 triệu đồng. Con số đã được đẩy lên rất cao, từ khởi điểm 1 triệu là bức tranh nhỏ với 20 đá quý đã là 5 triệu đồng rồi. Thưa quý vị, là với con số. Dạ rồi ạ. Cái này là bức tranh lớn hay nhỏ ạ? Lớn là 3 triệu rồi ạ. 3 triệu 6. 3 triệu 600 nghìn đồng. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và Thiên Ân tin chắc rằng con số này sẽ còn cao hơn. 3 triệu 6 cho bức tranh theo chữ thập và 5 triệu đồng cho bức tranh nhỏ, những biểu tượng dễ thương của những chú bé với con đá quý, đây là 20 viên đá quý ạ. Thưa quý vị, và chúng tôi rất ghi nhận tấm lòng của tất cả quý vị cũng như là sự yêu mến quý vị dành cho những vật phẩm trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Và tới quý vị khán giả còn lại, anh đã hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ cùng với chúng tôi tham gia vào phòng đấu giá bằng những tràng pháo tay nếu như mà chúng ta không đưa ra những mức giá. Và thưa quý vị, hiện tại vì bức tranh nhỏ có con số rất cao để là 5 triệu đồng, và Thiên Ân xin được phép hỏi chị, mình có thể chia sẻ cái cảm nghĩ khi mình bất chợt nhìn thấy được bức tranh đó và tại sao chị đưa ra con số như vậy không? Dạ, khi mà em thấy bức tranh đó em rất là hạnh phúc. Tại vì con em á, nó thích ăn chay trường, nó năn nỉ hoài à. Và sau đó cái nó nói với em, chứ nó vừa thấy bức tranh nó nhỏ em là: mẹ con thích quá à, mẹ tặng con đi. Dạ rồi em cũng tặng cho bé. Dạ. Ồ, như vậy quả thật là một món quà rất là tuyệt vời để chị dành tặng cho bé, cùng với thông điệp rất là ý nghĩa, đó là mang nụ cười cũng như là niềm vui nở trên môi bé mỗi ngày. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho chia sẻ của một người mẹ, một chia sẻ rất cảm động. Con của chị thích và bé cũng rất thích ăn chay đúng không chị? Con ơi, con cho chú hỏi cái này nha. Con thích ăn chay lắm đúng không? Dạ, thích. Dạ, con thích. Con có ăn chay trường không? Dạ. Sao lại mắc cỡ? Và bây giờ chú hỏi nè, con rất thích bức tranh đó đúng không nè? Đúng không? Dạ. Rồi bây giờ con mua bức tranh đó về, con sẽ làm gì nè? Con sẽ làm kỷ niệm. Làm kỷ niệm hả? Rồi con sẽ treo ở đâu? Con sẽ treo nè. Ở nhà đúng không? Và thưa quý vị, một cậu bé rất dễ thương và phát tâm từ sớm đã ăn chay rất nhiều, và thậm chí đang hướng đến việc ăn chay trường, cũng như vào ngày hôm nay mẹ của bé đã ủng hộ chương trình và đã đưa ra mức giá cho bức tranh với những cái hình ngộ nghĩnh, những chú tiểu với những nụ cười rất hồn nhiên như một niềm an lạc trong cuộc sống, và mức giá được đưa ra lại là 5 triệu đồng. Không biết là có vị Phật tử nào được giá cao. Dạ, cô tên gì ạ? Thưa quý vị, trên tay Thiên Ân đã nhận được 1 triệu đồng do một vị Phật tử quyên góp tịnh tài cho chương trình của chúng tôi. Cho dành một tràng pháo tay cho con số 1 triệu đồng nè. Xin được cảm ơn tấm lòng của tất cả quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay thì ban tổ chức cảm thấy rất vui khi mà sự hiện diện đông đủ của tất cả quý vị đã làm cho bữa tiệc của chúng ta thêm phần ấm cúng. Mặc dù với số lượng như thế này thì chúng tôi có phần phục vụ hơi chậm trễ một chút xíu, nhưng mà anh Đào nhìn thấy xung quanh chúng ta đều mở những nụ cười rất hoan hỷ. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị vì tấm lòng đó. Và bây giờ một lần nữa thì xin được phép nhắc lại là bức tranh lớn hình chữ thập với mức giá là 3 triệu 600 ngàn đồng, và bức tranh nhỏ với 20 viên đá quý để là 5 triệu đồng. Không biết có cánh tay nào giơ cao hơn để đấu giá hai bức tranh này nữa không ạ? Thưa quý vị, với cuộc đấu giá này đã mang đến cho chúng tôi khá nhiều bất ngờ, bởi vì bức tranh nhỏ với mức giá khởi điểm thấp hơn một nửa thì giờ đây con số đã tăng lên rất cao. Do đó anh Đào hy vọng rằng, dĩ nhiên là sẽ cùng hy vọng cho cả hai bức tranh, tuy nhiên với bức tranh theo này thì vẫn hy vọng ở mức giá cao hơn con số 3 triệu 600 nghìn đồng nữa. Thưa quý vị, rõ ràng thì Thiên Ân và anh Đào cũng đã chia sẻ mỗi một bức tranh sẽ có một ý nghĩa riêng cho mình. Và như quý vị cũng thấy, mặc dù bức tranh này từ đầu giá khởi điểm chỉ 1 triệu, tuy nhiên con số đó là 5 triệu. Và con số này đã thể hiện được một tình cảm mẫu tử thiêng liêng. Và từ đầu chương trình thì quý vị cũng đã nghe ca sĩ cũng như nghệ sĩ hát rất nhiều ca khúc ý nghĩa về mẹ. Đó là một người mà cả cuộc đời hy sinh cho chúng ta. Và ngày hôm nay, người thật, việc thật tại sân khấu này, chúng ta đã lắng nghe và thấu hiểu được nỗi lòng của một người mẹ khi đáp ứng được sở thích của con mình, mà một sở thích rất chính đáng và ý nghĩa với lòng nhân ái bao la. Thưa quý vị, và trong quá trình chờ đợi một vị khách nữ chiêm ngưỡng lại bức tranh nhỏ, thì chúng tôi xin được mời quý vị sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc đấu giá với bức tranh thơ này ạ. Bức tranh thơ với mức giá hiện tại là 3 triệu 600 nghìn đồng ạ. Thưa quý vị, anh Đào nhìn thấy là quý vị đưa điện thoại iPad lên để chúng ta chụp hình những bức tranh này. Thôi thì chúng ta hãy thỉnh bức tranh này để quanh năm chúng ta được nhìn thấy nó luôn ạ.
Và chị ơi, Thiên Ân xin được gửi một con số lại về người mẹ có tình mẫu tử thiêng liêng này, là con số bây giờ bức tranh nhỏ của chị đã được đưa lên là 5.500.000 đồng ạ. Thưa quý vị, thưa quý vị, trong suốt quá trình đấu giá thì chúng tôi cũng bắt gặp những câu chuyện rất dễ thương như phần chia sẻ của chị vừa rồi. Và với vị khách nữ này thì đây là vị khách nữ mà đề xuất chúng tôi đấu giá bức tranh này. Điều đó chứng tỏ rằng chị cũng thật sự yêu mến bức tranh này. Do đó hy vọng rằng hai người phụ nữ và chắc hẳn là cũng là hai người mẹ sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc đấu giá này thật là sôi nổi nha chị. Tiếp tục bây có bức tranh mới không ạ? Chị nghĩ sao ạ? Dạ thôi em xin trả bức tranh đó 5 triệu 6 đi. Thưa quý vị, 5.600.000 đồng, một tràng pháo tay thật lớn ạ. Cứ mỗi lần chúng ta chào đón một mức giá mới thì chúng ta hãy chào đón bằng những tràng pháo tay. Và đó cũng chính là tấm lòng của những người còn lại ạ. Và thưa quý vị, bây giờ con số một lần nữa Thiên ơi xin được phép nhắc lại. Bức tranh nhỏ giá khởi điểm 1 triệu và đã được đưa lên với mức giá là 5.600.000 đồng, và hình như đang tăng lên nữa. Dạ, một mức giá mới rất tròn trĩnh 6 triệu đồng. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn ạ. Bầu không khí mặc dù có gió nhưng có vẻ cảm thấy như là nóng hơn tí xíu. Chị ơi, bây giờ Thiên Ân có gửi như vậy bức tranh mà chị rất thích, để mà đặc biệt là con của chị, cậu bé dễ thương có tâm bồ đề cũng rất thích, đã là 6 triệu đồng rồi. Thôi bây giờ chị cứ đấu giá 6 triệu đi Thiên Ân, bù thêm 10 ngàn đồng lẻ cho chị vẫn được. 6 triệu 10 ngàn vẫn hơn 6 triệu đúng không ạ? Thưa quý vị, thật sự thì hai người phụ nữ tham gia vào cuộc đấu giá tranh này là hai người phụ nữ hết sức tuyệt vời. Đều thật sự yêu mến bức tranh này, cho nên là dù là bức tranh này có thuộc về ai thì những người thực hiện chương trình cũng cảm thấy rất là ấm lòng. Bởi vì nó đã trao đến những chủ nhân thật sự yêu mến nó. Và giờ đây thì chúng tôi chỉ nghĩ rằng là hai người phụ nữ này tiếp tục đưa ra một mức giá cuối cùng thì có thể là bức tranh này chúng ta sẽ được chốt giá luôn ạ. Xin phép được chốt giá cho hai bức tranh như sau. Bức tranh nhỏ bây giờ đã là 6 triệu đồng và bức tranh lớn mức giá là 3.600.000 đồng. Thưa quý vị, và để đưa được mức giá 6 triệu đồng thì chị ấy đã nhờ anh Đào mang tranh đến để tận mắt chiêm ngưỡng. Do đó thì có thể rằng là quý vị có thể tin tưởng chị ấy rằng là bức tranh của chúng tôi đảm bảo về chất lượng cũng như tính thẩm mỹ. Và nếu như được thì hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều những cái tay khác, đặc biệt là những đất mày râu sẽ tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Bởi vì từ đầu chương trình đến giờ chúng ta chỉ nhìn thấy những Phật tử nữ phát tâm từ thiện trong chương trình thôi, đúng không nào? Vậy thì trong thời gian quý vị còn chờ đợi những vật phẩm tiếp theo thì anh sẽ được phép chốt giá lần thứ hai cho bức tranh nhỏ đã là 6 triệu đồng và bức tranh lớn tranh thơ chữ thập 3.600.000 đồng. Và chắc chắn rằng anh Đào tin rằng là bên dưới cũng có khá nhiều quý vị khán giả đồng tình với anh Đào rằng là chúng tôi vẫn chờ đợi những mức giá cao hơn cho bức tranh thơ chữ thập này. Bởi vì mức giá khởi điểm chúng tôi đưa ra cao gấp đôi mà hiện giờ là đang dừng ở mức giá 3.600.000 đồng, có nghĩa là thấp hơn bức tranh này. Không biết có cánh tay nào giơ cao hơn không ạ? Và thì chúng tôi sẽ chốt giá sớm để quý vị còn thưởng thức chương trình văn nghệ. Thưa quý vị, một tin vui là trên đài Thiên Ân bây giờ con số 1 triệu được ủng hộ hồi nãy bây giờ đã là 4 triệu đồng. Thiên Ân vừa nhận được một tấm lòng của Phật tử ủng hộ chương trình 3 triệu đồng nữa. Thưa giờ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Tức là trong chương trình ngày hôm nay có những Phật tử sẵn sàng không thỉnh tranh về nhà nhưng vẫn ủng hộ chúng tôi một số tiền khá lớn. Và một lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin được ghi nhận tấm lòng vàng của tất cả quý vị. Còn tất cả quý vị, nếu như chúng ta có thể tham gia vào cuộc đấu giá tranh này, vừa ủng hộ tiền vừa mang tranh về thì điều đó thật sự tuyệt vời hơn rất nhiều, đúng không ạ? Anh Thiên Ân vừa nhận được bao nhiêu nữa vậy? Và Thiên Ân thì nhận được thêm 500.000 đồng từ một vị Phật tử nữa. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin được cảm ơn chị rất nhiều. Và như đã nói từ đầu thì quý vị có thể chúng ta không thỉnh tranh, tuy nhiên quý vị có thể ủng hộ chương trình tịnh tài của mình. Thì bây giờ thì ơi sẽ được phép để các bạn tình nguyện viên mang thùng từ thiện đến tận nơi để quý vị có cú ích lòng nhiều. Không cần phải nhiều đâu ạ, 5.000, 10.000 thôi. Thì mỗi người một ít thì chúng ta cũng đã có một nguồn kinh phí dồi dào để ủng hộ cho chương trình, cũng như để vận động cho những mạnh thường quân khác ủng hộ tiếp cho chương trình. Và bên cạnh đó sẽ tiếp bước cho các bé, những trẻ em mồ côi vốn gì đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ sẽ được bù đắp bởi tình thương của lòng nhân ái. Và chúng ta sẽ tiếp sức cho các bé được vững bước trên con đường đến trường. Xin cảm ơn tấm lòng của quý vị. Thưa quý vị, và giờ đây chúng tôi xin được chốt giá bức tranh nhỏ với 20 viên đá quý này 6 triệu đồng lần thứ hai. Và 6 triệu đồng lần thứ ba. Xin mời chị đã đưa ra mức giá 6 triệu đồng với lên sân khấu ạ. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho bức giá
6 triệu đồng dành cho bức tranh 20 viên đá quý này ạ. À. Và bên cạnh đó thì cũng xin được chốt giá bức tranh theo chữ thập 3.600.000 đồng lần thứ 3. Và xin mời vị chủ nhân đã đưa ra mức giá 3.600.000 đồng sẽ trở bước lên sân khấu để nhận tranh ạ. À. Dạ xin mời chị. Và xin mời thầy Chân Thạch sẽ nắng lại. À, chị ơi giờ chốt 30 chưa phải là tới. Không, sao không sao. Lúc nãy là em mới chốt lần thứ nhất, bây giờ anh để cho em chốt lần thứ hai. Đúng không? À. Là 3.600.000 đồng lần thứ hai. Và có một vị khách vừa đưa ra mức giá là 4 triệu đồng. 4 triệu đúng không ạ? 4 triệu rồi thưa chị. Thưa quý vị, chị ơi nếu mà chị thật lòng muốn bước chân lên sân khấu này thì mình đưa ra mức giá mới đi ạ. Em nhận thấy là chị còn được sự ủng hộ của rất là nhiều những người xung quanh nữa. Và ngồi trong bàn của chị là dường như là rất là nhiều những đấng mày râu. À, mình sẽ có một cái quyết định là nó mạnh mẽ hơn chứ anh. Mức giá mới đi ạ. À, chị đưa tay lên thì em sẽ di chuyển mic xuống ạ. Mình có mức giá mới không ạ? Dạ sao ạ? Dạ rồi, anh đã nhận thấy sự ủng hộ bằng tiền mặt từ phía các anh chị. Và với bức tranh này thì sao ạ? 4 triệu đồng lần thứ nhất ạ. Thưa quý vị, bức tranh nhỏ mà đã đi đến mức giá là 6 triệu đồng thì con số 4 triệu đồng này chúng tôi vẫn còn rất là nhiều kỳ vọng rằng là sẽ cao hơn nữa. Có cao hơn nữa được không ạ? Nếu vậy thì xin phép chốt giá lần tay 4 triệu đồng lần thứ hai ạ. Dạ, nếu mà chốt lần thứ ba thì một người khác đi lên sân khấu mà không phải là chị ạ. Mặc dù là chúng tôi rất là muốn được mời chị lên sân khấu bởi vì đã lỡ mời hụt rồi. Dạ sao ạ? Chúng ta một vài giây suy nghĩ cuối cùng đi ạ. 4 triệu đồng thôi ạ. 4 triệu 100 nghìn đồng cũng được nữa chị. Và nếu chị vẫn còn muốn thỉnh những bức tôn tượng các vị Đức Phật thì vẫn còn một món quà cuối cùng trong phiên đấu giá này chờ chị, đó chính là bức tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hoàn toàn bằng vàng đồng và sẽ được đưa ra cho phiên đấu giá tiếp theo ạ. Và ngay bây giờ thì thôi, Thiên Ân và anh Đào cũng sẽ cho chị một quyết định là cho bức vật phẩm tiếp theo. Chúng tôi xin được phép chốt giá. Thưa quý vị, và 4 triệu đồng lần thứ 3. Và xin được mời chủ nhân của bức tranh này sẽ tiến lên sân khấu ạ. À. Chúng ta đừng quên dành những tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt để ủng hộ những tấm lòng vàng thưa quý vị. Và xin mời thầy Chân Thạch sẽ trở lại sân khấu để tặng hoa cảm ơn cũng như trao tranh cho vị Phật tử đã đấu giá được bức tranh 4 triệu đồng. Thưa quý vị, và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho phiên đấu giá thứ hai đã diễn ra thành công tốt đẹp với con số 10 triệu đồng cho hai bức tranh. Và không chỉ là những tấm lòng vàng đang trên sân khấu mà chắc chắn Thư Ân cũng tri ân tấm lòng quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Với những tấm lòng vàng để đóng góp vào những cái buổi tiệc cấp buffet như thế này, những chiếc vé buffet và những tấm lòng của quý vị đã đóng góp cho chương trình. Mỹ Hạnh xin mời quý vị chúng ta cùng hòa nhịp với một sáng tác của cư sĩ Tịnh Hải với ca khúc có tựa đề Đạo Tràng Tịnh Độ. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức với ca khúc này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Quý vị ăn xong rồi phải không? Ngồi rảnh có thể hai bàn tay vào ổn nhịp vào nhau cùng hòa nhịp theo ca khúc này với Mỹ Hạnh nó được không ạ? Xin mời quý vị. Một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà dù đi đứng ngàn nơi, đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau, ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng trang nghiêm dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì, đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà. Ngồi lại bên nhau trong niềm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật.
cho chúng con vượt qua. Thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc, ngày đêm được Di Đà. Xin cảm ơn khi các ca sĩ chúng con đem lời ca tiếng hát là cúng dường chư Phật với lời ca tiếng hát của mình. Thì quý vị dành những tràng pháo tay cũng cúng dường những tràng pháo tay cho chư Phật cũng như tất cả các ca sĩ, đó là một niềm hạnh phúc rất lớn. Xin cảm ơn những tràng pháo tay của những vị Bồ Tát ngồi bên dưới ạ. Con xin cảm ơn rất nhiều. Một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhẫn tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng trang nghiêm dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhẫn tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau trong niềm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua. Thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền, gia quyến được toàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc, ngày đến niềm Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua. Thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc, ngày đêm niềm Di Đà. A Di Đà Phật, con xin cảm ơn rất nhiều. Hạnh xin cảm ơn và mến chúc tất cả quý vị chúng ta có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn nhớ trong tâm chúng mình luôn niệm Phật để sống trong ánh hào quang che chở của mười phương chư Phật. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị một ngày gần nhất. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn ca sĩ Mỹ Hạnh, một ca khúc rất vui. Và thưa quý vị, chị Mỹ Hạnh cũng là một ca sĩ có tiếng hát từ trái tim nhân ái. Và quý vị nếu để ý, xin mời chị Mỹ Hạnh nán lại sân khấu nhận hoa. Chị ơi, xin được cảm ơn nữ ca sĩ Mỹ Hạnh đã cùng với tất cả quý vị hát chung một ca khúc vô cùng ý nghĩa. Và xin được cảm ơn chị đã lôi kéo tất cả khán giả tham gia vào tiết mục văn nghệ của mình. Dạ, xin được cảm ơn thầy ạ. Thưa quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chia tay với ca sĩ Mỹ Hạnh ạ. Và bây giờ thưa quý vị, để quý vị tiếp tục chiêm ngưỡng những bức tranh như vật phẩm thì ngay bây giờ đây là phiên đấu giá thứ 3. Thiên Anh sẽ được phép gửi đến quý vị bức tranh về Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát. Và xin được chia sẻ một điều như thế này, Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát vốn dĩ là một vị cổ Phật với pháp danh là Chánh Pháp Minh Như Lai. Tuy nhiên khi mẹ phát nguyện 12 đại nguyện lớn, và trong một trong 12 đại nguyện đó là khi nào tất cả chúng sanh trong cõi ta bà không còn đau khổ, không còn nước mắt bi thương thì mẹ mới chứng quả vị thành Phật. Tuy nhiên thưa quý vị, là một vị Phật tử chắc chắn chúng ta cũng hiểu được rằng cõi ta bà như là một ngôi trường để thử thách mỗi người vị chúng Phật tử chúng ta. Và đầy những cõi, những đau khổ, nước mắt, những ưu tư phiền muộn. Chính vì vậy mẹ không thể chứng quả vị thành Phật, mẹ vẫn là Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát của chúng ta. Và cùng với bức tranh Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát, đó chính là bức tượng của Đức Bổn Sư. Và anh Đào nghĩ rằng có nhiều quý vị khán giả đã chần chừ trong những phiên đấu giá vừa rồi. Chắc hẳn là quý vị cũng đã kịp nhìn thấy bức tượng rất đẹp này. Và chắc chắn rằng bức tượng này đã lọt vào tầm ngắm của rất là nhiều quý vị khán giả. Và giờ đây không đợi để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng tham gia vào cuộc đấu giá với hai vật phẩm này. Và thưa quý vị, bức tôn tượng của Đức Bổn Sư được thỉnh từ Thái Lan với chiều cao 3 tấc nặng 6 kg do Hòa Thượng Thích Thiện Tâm là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phổ Minh, thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Phật học Thái Lan, ngày thỉnh tượng về nhân dịp đi công tác tại trường Đại học Hoàng gia Thái Lan. Tượng được đúc bằng đồng và mạ vàng 18K. Tượng đã được quý thầy chú nguyện và an vị. Hòa Thượng đã tặng lại cho ban tổ chức để đấu giá gây quỹ từ thiện cho trẻ em mồ côi
tại đang nương nhờ tại hai ngôi chùa ở Long An và Bến Tre. Và gần một tháng qua, Chư Tôn Đức Tăng chùa Phật Bửu cũng đã chú nguyện và đốt trầm hương để cúng dường kim thân của Đức Phật. Vì thế, khi nào quý vị nếu có phước duyên cho thỉnh được bức tôn tượng này trong buổi tối ngày hôm nay, thì chỉ cần mình thỉnh về nhà và mình để thờ thì chắc chắn rằng như thấy Phật trong tâm hiện về, và để chúng ta gia hộ cho gia đình cũng như các thành viên trong gia đình của mình. Đó là ý nghĩa của bức tôn tượng. Thưa quý vị, và chắc chắn rằng mỗi vật phẩm mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay đều mang một ý nghĩa riêng. Tuy nhiên, với bức tôn tượng này thì mang một ý nghĩa rất là đặc biệt như Thiên Ân vừa chia sẻ. Do đó chúng tôi dành điều đặc biệt này ở cuối chương trình, và rất mong là quý vị sẽ cảm nhận được ý nghĩa đó, cũng như là cùng với chúng tôi tin tưởng hoạt động của câu lạc bộ chúng tôi và chung tay với chúng tôi giúp đỡ cho những trẻ em nghèo hiếu học ở hai tỉnh Long An và Bến Tre. Và giờ đây xin được mời Thiên Ân sẽ đưa ra mức giá khởi điểm cho cả hai vật phẩm này. Thưa quý vị, mức giá khởi điểm đầu tiên cho tranh thiêu hình mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, ban tổ chức gửi cho quý vị mức giá là con số chỉ là 1 triệu đồng. Và rất mong những cánh tay quý vị, hy vọng là nó không dừng lại con số 1 triệu đồng đó. Còn về bức tượng quý này thì con số khởi điểm là 6 triệu đồng. Xin mời quý vị chúng ta hãy đưa ra những cánh tay để có thể thỉnh về một bức tranh hoặc là một bức tôn tượng của Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát cũng như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý vị, và với vật phẩm này thì chúng tôi không tiện mang xuống bên dưới để cho quý vị có thể chiêm ngưỡng. Và nếu như thật sự yêu thích thì mong là quý vị sẽ vui lòng tiến lại gần sân khấu để cùng với chúng tôi chiêm ngưỡng hai vật phẩm ở cuối chương trình này, rất đẹp và mang ý nghĩa rất đặc biệt. Và một lần nữa xin được nhắc lại là mức giá của bức tranh này là 1 triệu đồng, cùng với mức giá của bức tôn tượng là 6 triệu đồng. Và quý vị có thể đấu giá từng vật phẩm một ạ. Dạ, xin được mời cánh tay của chị Vân đúng không ạ? Chị đấu giá cho bức tranh nào đúng không ạ? Mình xin đấu giá là 2 triệu. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn dành cho mức giá mới của bức tranh này, 2 triệu đồng. Thưa quý vị, và bây giờ thì anh Đào nghĩ rằng là chúng ta cũng đã no bụng rồi đấy ạ. Chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng những vật phẩm của chúng tôi và đưa ra mức giá đi ạ. Có cánh tay nào đưa lên để cho chúng tôi một mức giá mới không ạ? Thưa quý vị, mức giá như thế nào là không biết là quý vị đưa những con số cao hơn con số của ban tổ chức đưa ra thì con số bây giờ nó là như thế nào rồi ạ? Đã có người đấu giá cho bức tranh Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát với mức giá là 2 triệu đồng rồi ạ. Không biết là em bé lúc nãy còn ở lại chương trình không? Bức tranh này cũng nhỏ nhỏ nè. Xin được mời những cánh tay của quý vị cho những mức giá mới cho vật phẩm rất đặc biệt mà chúng tôi để dành đến cuối chương trình nào. Và bây giờ có con số nào đưa ra cho bức tôn tượng của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni không ạ? Thưa quý vị, thì như quý vị cũng đã chia sẻ thì con số 6 triệu đồng mà ban tổ chức đưa ra cho bức tôn tượng của Đức Bổn Sư cảm nó rất là thấp so với cái giá trị thật của nó, bởi vì đây là một bức tôn tượng nặng 6 kg, cao 3 tấc. Dạ, xin mời. Dạ rồi, 7 triệu đồng. Thưa quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho mức giá 7 triệu đồng dành cho bức tôn tượng ạ. Thưa quý vị, và con số 7 triệu đồng tôi nghĩ là không dừng lại ở đó, bởi vì bức tôn tượng này đã được trì chú và được thỉnh từ Thái Lan về. Bên cạnh đó thì đã được mạ vàng 18K bên ngoài, tượng nặng 6 kg và cao đến 3 tấc. Như quý vị cũng thấy thì khi mà chúng ta chiêm ngưỡng nó một nét đẹp gần như hoàn hảo, và chúng ta nhìn vào đó như cảm thấy là Phật đang ở trong tâm. Thưa quý vị, và bức tôn tượng này cũng đang nằm ở vị trí trung tâm sân khấu. Và quý vị cũng cảm nhận được rằng là vào những giây phút cuối của chương trình, tức là trước khi chia tay bức tôn tượng này để trở về với một chủ nhân đưa ra một mức giá hợp lý, thì chúng tôi cũng trưng bày nó ở một vị trí rất là trang nghiêm. Thưa quý vị, anh Đào đã nhận được mức giá mới 7.500.000 đồng dành cho bức tôn tượng. Và một con số nữa Thiên Ân vừa nhận được, đó là 8 triệu đồng cho bức tôn tượng. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ thật là nhiệt tình ở phiên đấu giá cuối cùng này cho vật phẩm rất là đặc biệt này. 8 triệu đồng rồi ạ. Xin được mời chị, mình có suy nghĩ lại để đưa ra mức giá cao hơn không chị? Lúc nãy là chị cũng đấu giá cho rất là nhiều vật phẩm rồi đúng không ạ? Nhìn gương mặt rất quen thuộc ạ. Và thưa quý vị, 8 triệu đồng thôi, nghĩ dạ, rằng... Dạ, xin được mời... 9 triệu đồng! Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn, 9 triệu đồng!
Thật sự thì trong chương trình ngày hôm nay thầy mong là sẽ có một Phật tử trong số những Phật tử về tham dự chương trình Buffet Chay có thể thỉnh được bức tôn tượng về. Chứ giá trị của bức tôn tượng này như Thiên Ân vừa chia sẻ từ chất, từ ý nghĩa cũng như là những vật liệu làm lên nó thì rất là đặc biệt và thậm chí là cao hơn mức giá trong chương trình ngày hôm nay rất nhiều nữa ạ. 9 triệu đồng rồi, anh Đào nghĩ rằng là chắc chắn là sẽ có một Phật tử nào trong số những Phật tử ngồi đây phát tâm làm tròn con số đó đúng không ạ? 9 triệu rồi thưa quý vị, và tôi nghĩ rằng quý vị vẫn có thể làm tròn nó lên con số 10 triệu. Thực chất là cái giá trị thật nó cao hơn, nhưng mà chúng tôi vẫn đưa ra với mong muốn cùng chung tay với tất cả quý vị. Và đây là bức tường đã được Hòa Thượng thỉnh về và tặng cho chương trình để cho ban tổ chức mang ra đấu giá ạ. Dạ có cánh tay mới ạ. 9 triệu 500. Thưa quý vị, 9 triệu 500 nghìn đồng. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Giờ phút này đây thì chúng ta nghĩ, anh Đào nghĩ rằng là tiệc cũng đã xong và chúng ta sẽ chung vui với nhau và cùng nhau dành những tràng pháo tay cho những tấm lòng vàng. Bên cạnh đó vẫn mời quý vị nán lại vì vẫn còn những chương trình, vẫn còn tiết mục ảo thuật, vẫn còn hai, và bên cạnh đó là vẫn còn những ca sĩ đang chờ để mang lời ca tiếng hát của mình gửi tặng đến quý thầy, quý cô cùng quý bà con, cô bác trong buổi tối ngày hôm nay. Chính vì vậy hãy đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi, bởi vì gần cuối chương trình chúng tôi sẽ công bố số tiền mà quý vị đã ủng hộ như một sự chia sẻ, một vòng tay càng ngày càng rộng, càng ngày càng lớn hơn để mang đi một số tịnh tài đến cho các em nghèo ở hai tỉnh Long An và Bến Tre. 9 triệu 500 ngàn đồng rồi à, cô ơi, cái bàn tay hồi nãy rồi. Bây giờ chỉ còn lại cô là người có thể đưa ra con số tròn hơn thôi ạ. 9 triệu 500 ngàn đồng lần thứ nhất ạ. Thưa quý vị, con số 9 triệu đã có người khát khao muốn làm tròn, huống chi là con số 9 triệu 500 nghìn đồng. 10 triệu đồng. Thưa quý vị, một tràng pháo tay thật lớn cho con số rất đẹp này ạ. 10 triệu đồng dành cho bức tôn tượng. Nãy giờ Thiên Ân và anh Đào hình như bỏ quên, vẫn còn một bức tranh theo của mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát. Và thưa quý vị, mẹ Hiền Quan Thế Âm là một hình ảnh rất quen thuộc, một người mẹ chung của tất cả Phật tử, mà không chỉ là Phật tử đâu, chúng sanh trong cõi Ta Bà đều là con của mẹ. Bất kỳ ai rơi những giọt nước mắt đau thương đau khổ thì vẫn mẹ vẫn giang tay để cứu độ. Và anh Đào cũng đang định nói như vậy, trong quá trình chiêm ngưỡng bức tôn tượng vô cùng đẹp, nhưng chúng ta cũng không quên đi bức tranh theo mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát hiện tại đang dừng ở con số 2 triệu đồng ạ. Và thưa quý vị, lần đầu tiên Thiên Ân làm nhiều chương trình đấu giá, nhưng ngày hôm nay nhận được đấu giá qua điện thoại. Con số 10 triệu 500 ngàn đồng cho câu lạc bộ Ánh Quang Minh gọi điện thoại về đường dây nóng của ban tổ chức. Và thưa cũng biết đường dây nóng nó ở đâu ra nữa. Thưa quý vị, nhưng mà đường dây nóng nó chắc chắn sẽ giữ liên lạc để phản hồi kịp thời nếu như quý vị có những mức giá mới ạ. Thưa quý vị, 10 triệu 500 ngàn đồng dành cho bức tôn tượng của chúng ta. Làm vậy thì quý vị có ai đưa con số cao hơn cho bức tranh của mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát không ạ? Giá bây giờ là bao nhiêu rồi Đào? 10 triệu 500 nghìn đồng. Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát bức tranh là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng. 2 triệu đồng thuộc về Phật tử nào rồi ạ? Chị Hồng Vân. Chị Hồng Vân trả mức giá 2 triệu đồng ạ. Có vị Phật tử nào đưa con số cao hơn bạn Hồng Vân không ạ? 2 triệu đồng cho bức tranh của mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nghĩ rằng khi quý vị thỉnh bức tranh này về thì không chỉ là chỉ mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát đâu, mà còn thì cái lòng tôn kính của quý vị dành cho đạo Phật nữa. Mà thưa quý vị, rõ ràng thì tôi nghĩ với con số 2 triệu hoặc hơn, quý vị dễ dàng tìm mua được những bức tranh hoặc là những vật phẩm khác đẹp hơn, tốt hơn bên ngoài thị trường. Tuy nhiên ở đây nó thiệt ý nghĩa, đó là nhân văn và lòng nhân ái ạ. Thưa quý vị, những điều mà đặc biệt nhất thì chúng ta cũng luôn muốn nó diễn ra một cách trọn vẹn nhất. Do đó vật phẩm đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay đang dừng ở mức giá là 10 triệu 500 nghìn đồng. Và anh Đào hy vọng rằng sẽ có một Phật tử nào đang còn lại trong chương trình Buffet Chay Từ Thiện ngày hôm nay sẽ phát tâm làm tròn con số đó được không ạ? 10 triệu 500 ngàn đồng lần thứ nhất ạ. Dạ sao ạ? Thưa quý vị, và mong muốn nhỏ nhoi ấy đã trở thành hiện thực. 11 triệu đồng, một tràng pháo tay thật lớn ạ. Thưa quý vị, có những người đã đưa ra một mức giá qua điện thoại, có nghĩa là họ tin tưởng câu lạc bộ là chính, chứ họ chưa cảm nhận được hết vẻ đẹp của bức tôn tượng nữa. Huống chi ngày hôm nay quý vị đang có mặt tại chương trình, được nhìn ngắm, được cảm nhận và được lắng nghe phần chia sẻ, thì anh đã tin rằng là mức giá nó cũng sẽ còn cao hơn nữa.
Bây giờ chắc là anh Đào Xuyên được nhìn lại những gương mặt quen thuộc vừa tham gia vào cuộc đấu giá vừa rồi. Không biết là các chị có đưa ra mức giá cao hơn không ạ? Chị ơi, mình có mức giá nào mới không chị? Hiện tại là đang là 11 triệu đồng ạ. Thưa quý vị, và chúng tôi cũng không quên nhắc lại một lần nữa, đó chính là bức tranh theo Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát với mức giá là 2 triệu đồng. Và cũng đang chờ đợi một mức giá cao hơn nữa ạ. Nếu như chúng ta không theo kịp, bức tôn tượng đã đi đến mức giá khá xa rồi, thì quý vị cũng có thể bắt đầu bằng bức tranh theo Mẹ Hiền tranh Quan Thế Âm Bồ Tát. Và anh Đào nghĩ rằng là bức tranh nhỏ lúc nãy chúng ta vừa đấu giá với mức giá 6 triệu đồng, thì bức tranh này chúng tôi vẫn còn kỳ vọng nữa được, đúng không ạ? Dạ sao chị, mình có mức giá nào mới không ạ? Chị, bạn này là chị đúng không ạ? Bạn này là chị áo cam, bạn kia là chị áo vàng. Anh Đào nhìn qua nhìn lại và mong là mình sẽ có một con số khác đẹp hơn. 11 triệu cũng chưa phải là con số đẹp đâu ạ. Sao chị? Ở đây là bức có thể nói rằng đây là vật phẩm đặc biệt nhất trong chương trình. Có nghĩa là sở hữu vật phẩm này thì quý vị cũng sẽ là Phật tử, người Phật tử đóng góp vào chương trình ngày hôm nay với công sức lớn nhất. Và chúng tôi dành điều đặc biệt này cuối chương trình, và chúng tôi cũng hồi hộp chờ đón xem là gương mặt tấm lòng vàng sáng giá nhất trong buổi tối ngày hôm nay là ai ạ? Rất mong là, thật ra thì nếu mà với mức giá 11 triệu đồng là đấu giá từ xa đúng không thầy? Hay là có mặt tại chương trình luôn ạ? Dạ có mặt là tại chương trình luôn, thầy đang có mặt tại chương trình. Thầy có thông báo với bên câu lạc bộ bên kia là mức giá của chúng ta đã lên đến 11 triệu đồng rồi không thầy? Dạ, dạ rồi ạ. Thưa quý vị, và một lần nữa chúng tôi mong là quý vị sẽ đưa ra mức giá cho bức tranh thêu cũng như là bức tôn tượng đang trên sân khấu ạ. Xin được chốt giá lần thứ hai với mức giá dành cho bức tranh thêu là 2 triệu đồng. Có mức giá mới không ạ? Nếu không thì anh Đào xin phép được chốt bức tranh này trước ạ. Và xin được phép chốt giá lần thứ 3 với bức tranh thêu Mẹ Hiền Quan Thế Âm Bồ Tát với mức giá 2 triệu đồng. Và xin được mời chị Hồng Vân sẽ lên sân khấu luôn ạ. Thưa quý vị, và chúng ta dành một tràng pháo tay cho một vị Phật tử đến chương trình khá muộn nhưng mà rất là nhiệt tình. Hỏi anh Đào là còn vật phẩm nào không và tham gia vào ngay. Và chúng ta xin được cảm ơn tấm lòng vàng của chị. Và bây giờ sẽ là bức tôn tượng của Đức Bổn Sư. Các bạn áo dài mình di chuyển bức tranh qua giùm. Thưa quý vị, như chúng tôi đã nhắc ngay từ đầu thì với bức tôn tượng này chúng tôi không tiện để mang đến phía dưới cho quý vị quan sát, mặc dù số lượng khán giả bây giờ không còn nhiều nữa. Do đó nếu như quý vị thành tâm muốn chiêm ngưỡng thì xin được mời quý vị sẽ di chuyển lại gần sân khấu. Và nhắc lại một lần nữa là bức tôn tượng của chúng ta đang được dừng ở mức giá 11 triệu đồng. Và bên cạnh đó thì tôi xin được phép thông báo là quý vị vẫn có thể nán lại cùng với chương trình, vẫn còn anh chị em nghệ sĩ cũng như ảo thuật gia chờ đợi để mang những tiết mục đặc sắc đến tất cả quý Phật tử đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là mức giá một lần nữa được chốt lại 11 triệu đồng cho bức tôn tượng Đức Bổn Sư. Vậy thì xin mời chủ nhân của bức tôn tượng với mức giá 11 triệu đồng lên sân khấu. Và một lần nữa chúng tôi xin mời thầy Trung Chánh sẽ trở lại sân khấu để chụp hình lưu niệm cũng như gửi đến chủ nhân. Thưa quý vị, một bất ngờ là một quý thầy, và có lẽ cái niềm tin về vị cha lành chung của đạo Phật là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã giúp thầy có động lực để đưa ra một cái mức giá 11 triệu đồng. Thưa quý vị, và chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái kết rất đẹp, cái kết cho phần đấu giá này, bởi vì bức tôn tượng này đã thuộc về một quý thầy. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho bức tôn tượng này với mức giá 11 triệu đồng. Xin được cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Xin cảm ơn thầy một lần nữa ạ. Và thưa quý vị, thì có lẽ
Giờ đây khi những khoảnh khắc được lắc động với những giai điệu thiền thì chương trình của chúng tôi phần nào đã viên mãn vì sự ủng hộ của quý vị. Và một lần nữa xin được thay mặt ban tổ chức thành thâm sám hối, kính xin lỗi quý thầy quý cô cùng quý Phật tử về vụ thiếu sót trong việc phục vụ thức ăn cũng như thức uống. Tuy nhiên chương trình văn nghệ thì vẫn tiếp tục ngay tại thời điểm này, và chúng ta sẽ cùng cười thật sảng khoái, cười thật vui tại không khí ngày hôm nay, cười vì cuộc đời còn nhiều điều rất đẹp. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho nhóm hai Hoàng Tư. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính chào quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử. Lời nói đầu tiên xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ xin cảm ơn rất nhiều. Dạ hôm nay đây có tổ chức một cái buffet chay để gây quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo. Dạ nói thiệt chứ quý vị, chứ thấy quý vị vẫn còn cái ở đây giữa cái ngày buffet chay này, tôi thấy vui lắm. Và tâm sự cùng quý vị, cảm thấy vui cho quý vị nhưng buồn cho tôi. Tâm sự cùng quý vị là bà nhà tôi chẳng may mất sớm. Để cho cái gì vậy? Để lại cho tôi một thằng con trai độc nhất vô nhị. Quý vị biết không, cây có một trái là thương dữ lắm, mà thằng này tính tình nó ngổ nghịch, cứ giận chửi mấy câu lại dọn bỏ nhà đi. Cứ mỗi lần nó đi là tôi nhớ, còn nó chèo, trời ơi, nó quậy không chịu nổi luôn. Có mấy cái chai uống rượu tôi giấu sau bếp, nó còn xách lên bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Kéo kéo đầu vô để bán đi vậy. Đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vân nhật nguyệt, rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Hay quá ta. Dì kêu, hello. Kêu, hello. Hello. Arsenal Juventus Barcelona. À, biết rồi. Dì kêu nước nào? Cà rông bông, cà rông bắc, siêu lắc, bù mề. Nô nô, cà đi dế, cà đi nái, cà đi châu. Ở đâu? Không biết. Tôi ở Buôn Thuộc. Trời ơi, Buôn Mê Thuộc, nói đại Buôn Mê Thuộc. Làm gì chệt? Nét cà phê. Sản xuất cà phê. Nô nô. Chứ làm gì? Lượm mót. Ừ, lượm trái cây. Trời, tưởng làm gì ngon lành lắm. Lượm mót cũng đặt khoe khoang. Tía, con này tía. Nó nè. Trời ơi. Trời, tèo hả con? Dạ, nó nè. Chật chật, mày đi đâu mấy năm trời làm tía nhớ muốn chết vậy? Mày nha, đặt về đây giả danh giả dạng gì kiều gạt tía. Đặt để chùm cỏ làm tao nhận không ra. Cái chùm cỏ tự vì mưa mấy ngày cái nó mọc á. Mọc ngang xương vậy hả dạ, con? Dạ, ngang xương. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã tin tưởng và đồng hành cùng với chương trình chúng tôi ngày hôm nay. Và sự hiện diện của quý vị cũng chính là sự góp phần lớn lớn cho thành công chương trình này. Một lần nữa xin được cảm ơn.